Em nhớ con mộc sư tử nhưng mà không không nhớ là bán cho ai ấy. Bán cái lúc đấy không phải trực tiếp anh mua. À lúc tôi biết là Khổng Văn Tuấn. Đấy anh bán cho cụ cháu thôi. À rồi rồi em nhớ rồi. Ông đấy anh nhớ, anh đọc tên ông ấy thì em nhớ. Đây đấy là mua bán hai em mua cái gì ạ? Con đấy trước ở bên Hà Đông bao anh em mua không được, em đợi thấy lồng em mới mua được. Con này thì là chim có giải rồi, còn con rồng mun thì chưa có. Lông đủ không ngoái ngửa, móng đủ không lỗi gì cả. Không nào con bọc nào phải cho anh một con em nhé. Em có một